Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 4 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cam kết phấn đấu xây dựng các huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự và phát biểu tại hội nghị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án nâng cấp đê tả sông Luộc và sản xuất nông nghiệp. Xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ huy động trên 14 tỷ đồng làm đường ra đồng. Anh Nguyễn Đoàn, người cấy 100 mẫu lúa nếp thơm Hưng Yên lớn nhất miền Bắc. Dịch Covid-19 ảnh hưởng đối với người trồng hoa ở Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cam kết phấn đấu xây dựng các huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, bí thư, chủ tịch các huyện Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi và Tiên Lữ. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 4 đơn vị cấp huyện là thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang và Vát Lâm được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đã đạt trước 2 năm so với kế hoạch đề ra đến hết năm 2020. Hưng Yên là một trong 8 địa phương của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay còn 6 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới là Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ, Ân Thi và Tiên Lữ. Các huyện này hiện cũng đã cơ bản và đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời thực hiện các bước trình tự, thủ tục thẩm tra, đề nghị thẩm định xét công nhận huyện nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, mục tiêu kép mà cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh phải thực hiện trong thời điểm này là vừa chống dịch COVID-19, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Việc các huyện phấn đấu về đích nông thôn mới năm nay là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, chào mừng Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng các huyện hoàn thành các tiêu chí về đích huyện nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành phải khẩn trương phối hợp với các huyện có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các nhiệm vụ tiêu chí còn lại, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị thẩm tra thẩm định huyện nông thôn mới, đảm bảo đúng tiến độ. Trong đó, chú trọng hoàn thiện và nâng cao tiêu chí về môi trường, có giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải tồn đọng, xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp. Tăng cường huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xử lý đất dôi dư, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp hoàn thiện các tiêu chí về kết cấu hạ tầng còn thiếu, còn yếu, nhất là tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chú trọng đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các địa phương. Tại hội nghị, 6 huyện Phù Cừ, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ và Ân Thi, Tiên Lữ ký cam kết phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, trong đó sẽ tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí huyện nông thôn mới được quy định tại quyết định số 558 ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Hoàn thiện các trình tự, thủ tục hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới để đề nghị tỉnh thẩm tra xong trước ngày 30 tháng 4 năm 2020 để Trung ương tiến hành thẩm định và Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với việc phòng chống dịch COVID-19 thì việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tăng cường giải ngân nguồn vốn đầu tư công để kích thích sản xuất phát triển là một nhiệm vụ quan trọng. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài, một số công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp. Đối với dự án nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song đơn vị thi công vẫn tập trung thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay đã thực hiện được hơn 80% khối lượng trên tổng nguồn vốn của dự án là 437 tỷ đồng. Nhìn chung tiến độ đảm bảo yêu cầu, trừ một số đoạn điều chỉnh và vướng mắc giải phóng mặt bằng của nút giao Triều Dương, huyện Tiên Lữ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu nhà thầu khẩn trương thi công khu vực cửa khẩu Dốc Đá tại thành phố Hưng Yên. Cần chú ý mái cửa khẩu khi hoàn chỉnh thiết kế phải tham khảo ý kiến ngành văn hóa thể thao và du lịch, đặc biệt chú ý đến yếu tố mỹ quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý bổ sung thêm hệ thống thoát nước và chiếu sáng ở nút giao Chùa Dương, đồng thời khẳng định dự án nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương sở tại, phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhà thầu thi công xong toàn tuyến trong tháng 5 năm nay. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công phải hoàn thiện xong trong tháng 9 năm nay, nếu không sẽ chuyển nguồn cho các dự án khác. Ngành nông nghiệp cần sớm tham mưu cho tỉnh, trình Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư kinh phí sửa chữa khắc phục lại các đoạn sạt lở kè Mai Xá huyện Tiên Lữ và kè Phi Liệt huyện Văn Giang trước mùa mưa bão năm nay. Các ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, triển khai xây cống Chiều Dương cũng như giai đoạn 2 dự án cải tạo đê tả sông Hồng và sông Luộc. Đối với sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp các địa phương phải tăng cường dự báo, dự thính và khuyến cáo người dân chủ động phun trừ sâu bệnh trên lúa và các loại cây ăn quả như nhãn, vải, cam, tập trung phòng dịch trên đàn gia súc, gia cầm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh thực hiện chống dịch như chống giặc, mà trong kháng chiến chống Pháp ta vừa kháng chiến vừa kiến quốc thành công, trong chống Mỹ ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, lại chi viện và giành thắng lợi ở miền Nam. Vì vậy, làm sao vừa phòng chống dịch COVID-19 nhưng không để ảnh hưởng đến lĩnh vực khác, vẫn phải duy trì đảm bảo sản xuất thắng lợi. Từ đầu năm đến nay, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đã huy động được hơn 14 tỷ đồng để làm các tuyến đường phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có hơn 3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của địa phương và hơn 11 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Trung ương. Xã chủ trương làm mới 5 tuyến đường ra đồng với tổng chiều dài gần 3.000 mét, chiều rộng từ 3,5 đến 5 mét. Cùng với đó, người dân còn san lấp thùng vũng, đào đắp và xây dựng thêm được nhiều tuyến đường ra đồng mới. Việc xây dựng các tuyến đường ra đồng là tiền đề để xã quy hoạch thành lập mô hình cánh đồng mẫu lớn, chuyên sản xuất lúa giống và vùng trồng cây rau màu chuyên canh ở cánh đồng thôn An Trạch và thôn Linh Hạ. Từ đó, người dân có thể đưa máy móc xuống tận ruộng, tạo đà cho sản xuất nông nghiệp phát triển. Thời gian qua, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ đã phát huy các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình công cộng, trong đó có sự đóng góp của đông đảo nhân dân. Từ năm 2019 đến nay, người dân đã đóng góp xã hội hóa hơn 2,7 tỷ đồng. Phong trào đóng góp xã hội hóa diễn ra ở tất cả các thôn trong xã. Cụ thể, như nhân dân thôn Tử Dương đã hiến gần 1.000 m2 đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông, đóng góp 1,3 tỷ đồng tu sửa đình làng. Người dân thôn Tử Đông là 730 triệu, thôn Tổ Hỏa trên 450 triệu và thôn Đồng Mỹ là hơn 270 triệu để tu sửa, nâng cấp các di tích lịch sử, di tích văn hóa, công trình sinh hoạt văn hóa tại địa phương. Sự đóng góp của người dân không chỉ góp phần xây dựng quê hương đổi mới, khang trang mà còn khẳng định khối đại đoàn kết, chung sức đồng lòng giữa ý đảng, lòng dân. Nhận thấy tình trạng nhiều gia đình bỏ ruộng để đi làm cho các doanh nghiệp, anh Nguyễn Đoàn, giám đốc công ty công nghệ phát triển nông nghiệp xanh, quê ở xã Dạ Trạch, huyện Quái Châu, đã mạnh dạn mượn lại để cấy 100 mẫu lúa. Cánh đồng 100 mẫu ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Trước đây là cánh đồng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm. Xuất thân từ gia đình nông dân, hiện nay thành lập doanh nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, anh Nguyễn Đoàn đã mượn lại của bà con nông dân và kết hợp với một số người trong thôn để cấy 100 mẫu lúa nếp thơm Hưng Yên. Trước khi làm nông nghiệp là tôi làm một cái công nghệ sản xuất phân bón, tức là bón một lần cho cả vụ. Trong cái đó đi về các địa phương làm nhiều mô hình thì thấy bà con bỏ ruộng nhiều quá. Thì tôi cũng rất là tiếc và cũng muốn là ngoài cái việc hỗ trợ cho công việc mình đang sản xuất và mình kinh doanh thì mình cũng nên tận dụng những cái gì ở địa phương họ đang bỏ. Thì tôi có lên ý tưởng và cũng chia sẻ với nhiều người. Thì cũng thấy là và trên cái tính toán, hạch toán sơ bộ thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế không hề nhỏ. Để cấy được với diện tích lớn như thế này, anh đã phải cải tạo lại mặt ruộng và sử dụng cơ giới hóa trong làm đất, cấy mạ khay, máy cấy, bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, khâu quan trọng nhất là cấy và phun thuốc bảo vệ thực vật đều đã được cơ giới hóa.
Nếu như mỗi một máy cấy của nó, ví dụ một ngày có thể là cấy được coi là từ coi là 5 mẫu đến 7 mẫu. Đấy. Thì coi chỉ nếu mà 100 mẫu này thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 15 ngày. Bón phân cũng bằng máy bừa. Đấy, sau khi coi là bừa xong là bón phân một đợt. Đấy, cho đến khi thu hoạch. Phun máy bay thì là nó là có cơ giới hóa, thì bây giờ phun bằng máy bay thì nó chỉ trong vòng một buổi chiều là có thể là phun được hết tất cả 100 mẫu. Tất cả năng suất đều gấp từ vài chục đến cả trăm lần lao động thủ công, và quan trọng là vừa rẻ vừa chủ động. Khác với thâm canh truyền thống, các diện tích của anh Đoàn đều cấy thưa và bón phân rúi. Cả vụ chỉ cần sử dụng một lần thay cho 3 lần bón lót, bón thúc, bón đón đồng theo kiểu cũ. Vì vậy, năng suất lúa cao hơn truyền thống. Hiện nay, 100 mẫu lúa đều sinh trưởng và phát triển tốt. Anh hạch toán chi tiết, mỗi sào lúa thâm canh kiểu này sẽ cho lợi nhuận ít nhất 300.000 đồng, tương đương khoảng gần 10 triệu đồng một hecta, và được các cơ sở chế biến gạo ở huyện cam kết bao tiêu ngay tại đầu ruộng. Không chỉ cấy ở xã Trung Hòa, anh mong muốn mở rộng diện tích cấy ở nhiều địa phương khi có ruộng bỏ hoang. Với cái tham vọng là mỗi huyện sẽ đầu tư một cái cơ sở sản xuất bạc khay với quy mô là cấy được 1.000 hecta lúa cho huyện đó. Thì cũng đang tìm hiểu thêm cái chính sách của tỉnh Hưng Yên để làm sao mà giúp cho nông dân giảm bớt cái ngày công lao động, tăng thu nhập trong cái canh tác cây lúa. Để có được hiệu quả cao, theo anh Đoàn, trong sản xuất lúa cùng với áp dụng triệt để cơ giới hóa, giảm công, giảm chi phí ở các khâu sản xuất, thì quan trọng nữa đó là phải tâm huyết thì sẽ thành công. Mặc dù Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành vừa tăng cường phòng chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất, tuy vậy, một số địa phương chưa linh hoạt trong thực hiện chỉ thị số 11 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phản ánh tại một số bến phà ngang sông huyện Khoái Châu. Chị Phạm Thị Thúy là một trong số hàng trăm hộ dân trồng chuối Tu Hồng, chuối Tây, thường xuyên mang nông sản sang chợ Mui, chợ Tía, huyện Thường Tín, Hà Nội để bán. Nhưng gần một tháng nay, vì các bến phà qua sông có lệnh cấm hoàn toàn, nên rất nhiều hộ trồng chuối đến kỳ thu hoạch đều phải bán rẻ hoặc chặt bỏ. Ngoài ra, các loại rau củ quả của bà con ven sông khi thu hoạch muốn qua sông bán cũng đành chịu. Cả cái xã Tân Châu này là chúng tôi làm ra nhiều, nhưng mà không bán được. Vì ngày trước chúng tôi đi chợ, không ăn sông con đo chúng tôi bán được. Bây giờ sông cấm thế này thì chúng tôi không đi chợ được. Theo các hộ thu mua kinh doanh đi chợ, và người trồng chuối thuộc xã Đại Tập, Tân Châu và Tứ Dân đều bày tỏ khó khăn cho nông sản vì hiện nay không thể xuất bán vì các bến phà, bến đò tại địa phương đều không được phép hoạt động. Tuy nhiên, việc cấm phà những ngày qua đã gây khó khăn cho người dân trong việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các chủ doanh nghiệp, chủ bến và người nông dân rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét, nới lỏng điều chỉnh để đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa hạn chế việc ảnh hưởng đến làm ăn kinh tế của người dân. Các bến phà cần hoạt động hạn chế theo giờ quy định khi phục vụ bà con tiêu thụ sản phẩm có khoảng cách quy định trên phà. Điều này là cần thiết và phù hợp trong điều kiện khó khăn hiện nay, giúp người nông dân giảm phần nào thiệt hại trong sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói đến nay, dịch bệnh COVID-19 gây ra không chỉ làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân, mà đã và đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành sản xuất kinh doanh dịch vụ, trong đó có sản xuất nông nghiệp. Phóng sự được thực hiện tại vùng sản xuất hoa cây cảnh ở huyện Văn Giang. Đây là khu vực từng được coi là sầm uất nhộn nhịp nhất của làng hoa xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Dù tiết trời ấm, có nắng nhẹ, rất phù hợp với việc đi tham quan thưởng ngoạn, ngắm hoa. Song tại đây, những ngày này vẫn khá vắng vẻ. Các nhà vườn ở đây cho biết những năm trước, so với trước Tết Nguyên đán, tuy lượng hoa bán và khách hàng đến chiêm ngưỡng có giảm, nhưng đầu xuân thường có rất nhiều khách hàng đi du xuân. Hơn nữa, trong mùa lễ hội nên lượng hoa vẫn bán được khá nhiều. Cùng với đó là lượng khách hàng là các lái buôn ở các tỉnh khác về mua năm nay cũng gần như không có. Và tất nhiên, giá bán cũng vì thế đã giảm đi đáng kể.
Nói chung là lượng khách thì từ đầu năm đến bây giờ là nó cực kỳ ít luôn. Đấy, vì lý do là bị dịch. Năm ra chỉ có khách lân cận gần đây gọi là không bị dịch thì người ta cũng có nhúc nhắc lấy. Nhưng mà so với mọi năm thì là nó chỉ bằng 1/10 của mọi năm. Cũng trong tình cảnh tương tự, tại cánh đồng chuyên canh hoa cây cảnh ở xã Phụng Công, thị trường các loại hoa, cây cảnh như hoa hồng, hoa giấy cùng các loại cây công trình như trạng nguyên, tường vi, ngọc lan, v.v. đến thời điểm này vẫn khá ảm đạm, số lượng tiêu thụ giảm hẳn. Theo người trồng hoa thì do một số công trình ngừng thi công, cùng với đó là lượng người đến tìm mua gần như không có, và đặc biệt là các lái buôn không về lấy nên lượng tiêu thụ rất ít. Tuy nhiên với đặc thù của cây hoa thì dù chưa bán được cũng không lo bị ế ẩm. Hơn nữa, các nhà vườn vẫn luôn tin tưởng thị trường sẽ sôi động trở lại ngay sau khi hết dịch. Vì vậy họ vẫn tiếp tục sản xuất, chăm sóc dưỡng cây, sẵn sàng phục vụ thị trường trong thời gian tới. Thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hình thức tuyên truyền về dịch COVID-19, góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của đội ngũ giáo viên, học sinh. Dù học sinh được nghỉ học, nhưng công tác tuyên truyền về dịch COVID-19 vẫn được các nhà trường triển khai đồng bộ với hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài việc thường xuyên cập nhật thông tin trên website, nhiều trường đã phát động các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về phòng chống dịch bệnh như trường Trung học Phổ thông Tiên Lữ, hay cuộc thi thư gửi các thiên thần áo trắng nhằm tri ân đội ngũ bác sĩ tham gia chống dịch của trường Trung học Phổ thông Văn Giang. Một số giáo viên đã sáng tác các bài thơ, viết lời bài hát có nội dung cổ vũ, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh như thầy giáo Trần Triệu Phú ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, cô giáo Nguyễn Thị Bình, trường Mầm non Mễ Sở, huyện Văn Giang. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tổ chức hội sách online chào mừng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 lần thứ 7, từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5. Hội sách được tổ chức tại sàn book365.vn. Đây là lần đầu tiên hội sách được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của gần 50 đơn vị xuất bản và phát hành sách. Trong đó có nhiều đơn vị lớn và có uy tín trong ngành như nhà xuất bản Trẻ, nhà xuất bản Kim Đồng, công ty cổ phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh, Fasa, Tiki, nhà sách Phương Nam, v.v. với số lượng đầu sách đăng ký tham gia lên tới hơn 10.000. Ban tổ chức kiểm soát kỹ lưỡng sách tham gia nên những cuốn sách được bày bán tại hội sách trực tuyến quốc gia sẽ hoàn toàn là sách chính hiệu, đảm bảo về chất lượng, khuyến mãi trên giá bìa lên tới 25%. Bên cạnh đó, hội sách trực tuyến còn tổ chức hơn 40 hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu bình sách giữa độc giả với tác giả, người làm công tác quản lý, công tác xuất bản, những người nổi tiếng. Hội sách trực tuyến sẽ giúp bạn đọc thuận tiện hơn trong việc tiếp cận sách, hình thành thói quen đọc sách, góp phần làm giàu kiến thức và làm đẹp tâm hồn của mỗi người. Những ngày qua, trường mầm non Xuân Dục thị xã Mỹ Hào đã huy động toàn bộ cán bộ giáo viên đóng góp tiền ngày công tự làm những chiếc mũ chống giọt bắn để tặng cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thị xã. Gần 20 giáo viên của trường đã làm được trên 1.200 chiếc mũ tiện lợi, dễ sử dụng, không bị mờ do đọng hơi và ngăn giọt bắn hiệu quả. Ngoài cho tặng mũ cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch, trường mầm non Xuân Dục còn gửi tặng gần 100 chiếc đến các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở biên giới, tặng Trung tâm Y tế Mỹ Hào, trạm y tế xã và tặng trực tiếp cho các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã, được người dân hào hứng đón nhận và sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Khuyến cáo phòng chống COVID-19, hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú. Cách ly y tế là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế hướng dẫn tự cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú như sau. Người được cách ly cần tự cách ly tối đa 14 ngày. Cách ly tại phòng riêng, nếu ở phòng chung phải kê giường cách nhau ít nhất 2 mét. Không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Không tiếp xúc trực tiếp, ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú. Thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch ít nhất 30 giây. Đo thân nhiệt ít nhất 2 lần một ngày, ghi kết quả vào phiếu theo dõi sức khỏe. Thu gom khẩu trang, giấy lau mũi, miệng đã sử dụng vào túi đựng riêng, xử lý rác theo hướng dẫn của y tế. Báo ngay cho cán bộ y tế nếu thấy một trong các dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Đối với thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú cần
hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần tiếp xúc. Hàng ngày lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng chất sát khuẩn thông thường. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người được cách ly có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Động viên, chia sẻ, hỗ trợ dụng cụ cần thiết cho người được cách ly. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình, nơi lưu trú,